chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Và nếu như bạn đã click vào video này thì chứng tỏ là bạn đang khá quan tâm đến em Realme C55 này đúng không? Đây là một em máy được ra mắt là với nhiều các cái thông số kỹ thuật khá đặc biệt và hứa hẹn là sẽ làm hài lòng tất cả những người dùng khó tính. Ngoài ra thì trên kênh chúng mình đã có một vài video đánh giá nhanh cũng như đánh giá chi tiết, mọi người hãy ấn vào tham khảo xem sao nhé. Còn ở video ngày hôm nay thì mình sẽ test các trải nghiệm giải trí, cụ thể là test game. Ngoài ra thì mình sẽ để một link ở đây là link của website Hoàng Hà Mobile nếu như mọi người muốn tham khảo giá ưu đãi nhất. Còn bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, intro thôi. Ok, đầu tiên như thường lệ thì mình sẽ đánh giá qua một chút về thiết kế của máy. So với các dòng xe khác của hãng thì mình thấy đây có thể nói là chiếc máy mỏng nhất, chỉ với 7.89mm thôi. Và máy cũng được cầm cực kỳ là nhẹ tay, chỉ với trọng lượng là 189g. Khá là gọn gàng và tiện lợi để mọi người có thể mang theo người, như là bỏ vào túi áo này hay là túi quần mà vẫn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Về cảm nhận của mình đầu tiên khi mà mình cầm máy ở chiều ngang, là cái chiều mà mọi người hay dùng để xem phim hay là chơi game, thì mình thấy là máy được hoàn thiện khá là vuông vức. Bốn góc của máy thì sẽ được bo tròn. Và cái cạnh viền đáy, nơi mà mọi người hay dùng ngón út để đỡ máy khi chơi game, thì sẽ được làm hơi cong nhẹ nên cảm giác cầm nắm cũng trở nên vô cùng thoải mái, không hề tạo cảm giác bị cần tay. Và khi các bạn cầm lâu để chơi game hay là xem phim thì cũng không hề gây cảm giác khó chịu đâu nhá. Về màn hình thì em nó sẽ được hãng trang bị màn hình là IPS LCD với độ phân giải là HD+. Cảm giác khi mình nhìn vào nó rất là trong trẻo, không hề bị ám vàng hay là ám đen. Ngoài ra thì tần số quét còn đạt đến là 90Hz, có thể đảm bảo cho người dùng các thao tác mượt mà như là chơi game này hay là vuốt chạm, lướt web. Với một cái kích thước màn hình cũng gọi là khá lớn và toàn diện như thế này thì mình nghĩ các trải nghiệm chơi game này hay là xem phim cứ phải gọi là quá ok đúng không nào? Cung cấp sức mạnh cho em là con chip Helio G88 của nhà MediaTek. Đây sẽ là con chip mà mọi người thường hay thấy xuất hiện ở các cái máy có phân khúc giá tầm trung. Tuy nhiên thì vẫn là một con chip khá là mạnh mẽ, có thể giúp cho máy hoạt động ổn định cả ngày dài nhé. Và bây giờ thì hãy cùng mình test thử xem liệu con chip Helio G85 này sẽ đáp ứng được mức đồ họa và FPS thực tế trong game Liên Quân Mobile này như thế nào nhé. Ở đây thì mình sẽ chọn game và sẽ để thời gian trên phía màn hình để xem là bao nhiêu giây thì chúng ta sẽ có thể vào được game nhé. Ok anh em ơi, bây giờ thì mình sẽ test cho anh em tựa game Liên Quân Mobile. Thì như em thấy ở đây thì cái mức cài đặt setting của mình hiện tại thì vẫn ở cái mức standard. Thì chắc là mình sẽ chỉnh lên siêu cao cho độ phân giải này. Chất hình ảnh mình sẽ để ở cao. Và chất lượng chi tiết cũng sẽ để cao hết. Nói chung là tất cả những cái option cao được thì mình cũng sẽ để hết cho anh em. Và anh em lưu ý cho mình là đối với tựa game này thì thường nếu em không chỉnh cái thiết lập FPS lên cao thì nó sẽ mặc định ở trung bình nhá. Nên là muốn cái FPS của mình nó ổn định mức ở cái mức là tầm 59-60 thì anh em nên bật cho mình lên cao. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đấu luôn một trận hạng để chúng ta xem cái mức FPS thực tế cũng như là cái trải nghiệm game nó có khác gì không nhá. Rồi bây giờ mình muốn nói qua đơn nét về một cái tính năng khá đặc biệt, đó chính là phần thanh công cụ của chiếc máy này. Thì sẽ hỗ trợ cho anh em cái mục đích là chơi game thì nó sẽ xuất hiện ngay ở góc bên trái của màn hình. Nên việc em chỉ cần ấn vào và vút ra. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ phải lưu ý một số những cái điểm như sau. Đầu tiên là về FPS thực tế cũng như là về nhiệt độ và thời lượng pin của mình. Thì ở đây thì mình sẽ có một vài chế độ như kiểu là chế độ cân bằng này, chế độ pin yếu cũng như một chế độ kiểu là sẽ boost cái chất lượng game anh em lên. Và với một số tính năng khác như kiểu là anh em có thể bật cái chế độ tập trung chơi game này, thông báo ghi màn hình, tối ưu cảm hóa cảm ứng cũng như là anh em có thể khởi động nhanh. Thì cái này thì mình sẽ bật cái chế độ tập trung chơi game lên này. Cái việc bật lên thì các anh em sẽ không nhận được những tin nhắn, cuộc gọi cũng như là những cái thứ khiến anh em mất tập trung khi chơi game. Còn mức FPS thực tế thì chúng ta vẫn duy trì mức là 59-60, một cái mức FPS mà anh em vẫn có thể chat leo rank được. Thật ra là cái mức FPS là 59-60 thì gần như tất cả con máy bây giờ mình nghĩ rằng là đều có thể đáp ứng được, chỉ là cái mức nhiệt độ ở máy nó sẽ dao động ra sao mà thôi. Ok anh em ơi, thì nãy giờ mình chơi đâu đấy khoảng 2 phút thì nhiệt độ tăng lên một tí thôi, không quá đáng kể. Cái việc anh em điều chỉnh được rất nhiều thông số ở đây thì mình cảm giác là cũng rất là tiện. Mình sẽ không phải thoát ra ngoài để điều chỉnh. Mình sẽ bật cái chế độ game thủ chuyên nghiệp lên nhé, để xem rằng là cái mức nhiệt độ, mức FPS nó sẽ dao động như thế nào. Ok anh em ơi, thì mình đã chiến thắng cái con game này rồi. Một trận game khá là dễ. Và bây giờ thì mình sẽ xem rằng cái thông số sau một trận chơi game đâu đấy khoảng 10-15 phút của mình thì chúng ta sẽ có những gì. Ok, đầu tiên thì nhiệt độ tăng lên dao động từ 3-5°C. Đặc biệt anh em lưu ý cho mình là khi mình bật cái chế độ game thủ chuyên nghiệp lên thì cái nhiệt độ tăng lên khá đáng kể. Lúc trước thì chúng ta chỉ dao động khoảng 32-33°C mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có mức nhiệt độ là 37°C. Và phần trăm pin thì mình cũng tụt từ 14 xuống 11%, 13% trong vòng 15 phút chơi game.
và FPS vẫn ổn định ở mức 5960 FPS. Đây cũng là một cái mức FPS rất là đáng kể để anh em có thể sử dụng, có thể try hard level rank được. Và rất là hay khi chúng ta có rất nhiều tính năng khác để mình có thể tập trung chơi game hơn này, hoặc là chúng ta sẽ tối ưu hóa cảm ứng khi chúng ta chơi game nó nhạy hơn. Nói tóm lại thì em Realme C55 này sẽ là một chiếc máy điện thoại có giá tầm 5 triệu đồng nên chúng ta không thể nào mà quá đòi hỏi về khả năng tối ưu nhiệt độ được. Tuy nhiên thì mình thấy về phần đồ họa máy vẫn có thể giữ ở mức ổn định. Cho những anh em nào muốn mua một chiếc máy có thể chơi game ở phân khúc giá 5 triệu đồng thì mình thấy đây là một em máy khá là hợp lý đấy. Còn các bạn có ý kiến thế nào có thể để lại phần comment cho mình biết nhé. Đừng quên ấn like, share và subscribe cho Hoàng Hà Channel để chúng mình có thể hẹn gặp lại nhau trong các video lần sau.